Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ông Đức Phật Bảo. Pháp Bảo là những phương đương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn đức Pháp Bảo. Tăng Bảo là những người thường hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn đức Tăng Bảo. Do nhỏ được tán dương Tam Bảo một cái văn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu tử cùng quý phật tử tinh tâm tự an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của đức Thế Tôn. Ngõ hậu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thải. Hôm nay chúng ta học thêm một cái công cụ nữa trong việc thực hành tứ niệm xứ, đó chính là pháp quán niệm xứ. Đối với hầu hết mọi người thì chúng ta chỉ cần có thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ và tâm quán niệm xứ thì nó đã đầy đủ cho chúng ta rồi. Chỉ có một số người trí nhiều thì họ mới đi đến cái việc là quán pháp. Tại vì cái quán pháp á, nó cũng giống như là quán tâm vậy thôi, nhưng mà nó đi đến những cái khía cạnh xa hơn. Sư rất là ngại khi mà nói cái pháp này chỉ dành cho một cái đối tượng này, pháp kia chỉ dành cho một đối tượng kia. Như vậy á, rất dễ đưa hành giả đến hai cái trạng thái. Một là cái ngã mạn, tức là ta cũng làm được, ta cũng rất là giỏi, ta có thể làm được thế này, có thể làm được thế kia, mà người khác không làm được. Như vậy đó thì nó rơi vào cái ngã mạn, cái tăng thượng mạn. Cái thứ hai là có thể rơi vào cái ti liệt mạn, tức là nghĩ chắc có lẽ mình trí kém, mình kém phước kém phần, mình kém duyên kém số, rồi thì chắc cái này nó không dành cho mình đâu. Thì đây là hai cái trạng thái chúng ta nên tránh. Tất cả chúng ta đều có thể thử. Thì cái pháp quán niệm xứ là như thế này. Theo chánh kinh là nửa này các tỳ khưu, vì tỳ khưu sống tùy quán pháp trên các pháp như thế nào. Ở đây này các tỳ khưu, vì tỳ khưu sống tùy quán pháp trên năm chướng ngại pháp, là nữa này các tỳ khưu, vì tỳ khưu sống tùy quán pháp trên năm chướng ngại pháp như thế nào. Ở đây này các tỳ khưu, vì tỳ khưu bị tham dục chi phối bên trong, biết rõ có tham dục bên trong cho ta, hoặc không bị tham dục chi phối bên trong, biết rõ không có tham dục bên trong. Sự sanh khởi của tham dục chưa sanh như thế nào, vì ấy biết rõ điều ấy. Sự đoạn trừ của tham dục đã sanh như thế nào, vì ấy biết rõ điều ấy. Và sự không sanh khởi trong tương lai của tham dục như thế nào, đã bị đoạn trừ như thế nào, vì ấy biết rõ điều ấy. Có nghĩa là khi chúng ta quan sát cái tâm này đó, nếu như bình thường chúng ta chỉ đơn giản là biết tâm có tham. Tâm có tham gì? Chúng ta biết rõ tâm có tham. Và khi sư nói với quý vị rồi, khi mình nhìn thấy tâm mình có tham, làm cái gì? Nhìn thẳng vào nó, nhìn vào cái trạng thái tham của tâm, chứ không nhìn vào đối tượng làm cho tâm mình tham. Nhớ giùm,
nhìn vào trạng thái tham của tâm. Rồi khi mình chánh niệm quan sát, mình nhìn thẳng vào nó thì cái tham nó sẽ dần nó biến mất. Nhưng mà một vị hành giả pháp quán thì vị ấy sẽ quán nó xa hơn một tí. Đó chính là vị này sẽ quan sát cái tham này từ đâu có, nguyên nhân nào làm cho cái tham này có mặt, vị ấy sẽ suy nghĩ. Xin lấy ví dụ nha. Bây giờ sư nhìn cái ly nước, sư muốn uống nước, thì cái muốn uống nước nó là tham. Thì như vậy xem xét cái tâm này, do đâu mà cái tham nó có mặt? Do mình có cái thân này. Chính bởi vì có cái thân này đó, cho nên là mình mới có khát nước. Chính bởi vì có khát nước cho nên mình mới có mong muốn uống nước. Thấy rõ, thấy rõ nguyên nhân tham ái có mặt. Rồi như thế nào nữa? Khi mình uống nước như vậy đó thì mình sẽ có các cái cảm thọ. Khi có cảm thọ như vậy đó, nó sẽ như thế nào? Nếu như uống cái nước nó vừa ý thì tâm tham thọ lạc xuất hiện và nó sẽ duyên cho tham ái. Rồi nếu như mà tham ái sanh khởi thì nó sẽ tạo các cái nghiệp thiện ác, tức là tạo cái nghiệp đưa mình đi đầu thai. Mà khi mình đi đầu thai như vậy đó, mình lại có thân và có tâm. Khi có thân có tâm thì mình lại khát nước. Khi khát nước thì mình lại tìm nước để mình uống. Thì cứ như vậy cái vòng tròn duyên khởi nó liên tục biến hiện. Chỉ riêng cái chuyện mà mình quan sát, mình nhìn thấy cái ly nước mà mình khởi cái tâm muốn uống nước thôi, là mình đã thấy rõ cái vòng tròn duyên khởi, chiều thuận và chiều nghịch của nó ở đó rồi. Thì như vậy đó là chúng ta thực hành pháp quán niệm xứ. Rồi gì nữa? Rồi mình khi mà mình nhìn thấy như vậy đó, mình biết rõ làm sao để cho cái tâm tham này nó bị diệt trừ. Có nhiều cách nhé. Thứ nhất là mình quán bất tịnh. Cái nước này nè, nó vốn dĩ nó không có dơ bẩn, nhưng mà khi nó tiếp xúc vào cái miệng của mình thì nó sẽ trở nên dơ bẩn. Nước này đó nhìn thì ai cũng có thể uống, ai cũng muốn uống, nhưng chỉ cần mà mình ngậm vào trong miệng, mặc dù sau đó mình nhả ra ngay, thì cũng không ai có cái sự mong muốn uống cái nước đó nữa. Mình nhìn thấy rõ như vậy, mình quán tưởng thì như vậy đó, cái nước mà nó đi vào trong miệng của mình rồi thì nó đâu có cái gì đáng để cho mình tham thích. Nếu như mình tham thích thì thử mình nhổ ra coi, rồi mình uống lại có được hay không. Nhiều khi chính bản thân mình còn gớm nữa mà. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình phải thu thúc sáu căn lại. Tự mình biết, khi thấy có tham dục xuất hiện, tự mình biết mình phải thu thúc sáu căn. Quý vị hãy thử đi. Khi mà mình thu thúc sáu căn lại đó, mình uống nước, mình ăn cơm thì nó bớt ngon nhiều lắm. Tại vì sao? Bởi vì mình đang ăn, đang uống với một nội tâm có thu thúc. Rồi gì nữa? Tiếp đến là mình suy tư đến cái cách tiếp theo, là mình cần có sự tiết độ trong ăn uống. Tức là cái chuyện ăn á, nó chỉ nhằm mục đích là để phục vụ cho cái chuyện tu.
Chứ bản thân chuyện ăn không phải ăn để cho khỏe, không phải ăn để vui đùa, không phải ăn để mà mình có sức như những kẻ chơi bời đàn điếm. Mà cái mình ăn, mình uống ở đây nó chỉ nhằm mục đích phục vụ cho việc tu tập. Khi mà quý vị ăn uống mà quý vị có được cái suy tư như thế thì sự tin tưởng chắc chắn là cái món ăn đó nó bớt ngon rất là nhiều. Mà khi nó bớt ngon như vậy tức là mình bớt tham ái. Rồi mình lại suy tư tiếp, như vậy đó mình phải sống như thế nào để cho cái tâm tham dục này nó không có thuận lợi để nó tăng trưởng. Thì vì ấy suy tư tiếp, như vậy thì mình cần phải gần gũi những bạn lành, nói và nghe những đề tài thích hợp, và tránh những người bạn mà có nặng về cái lòng tham dục. Thì như vậy đó, chỉ có mỗi một chuyện tâm tham, tham dục nó khởi lên thì mình ngay lập tức mình quan sát, biết rõ từ đâu mà nó có, rồi nó sẽ dẫn đi đâu. Rồi như vậy đó, mình cần phải thực hiện những phương pháp gì để mình đối trị với nó. Thì đó chính là pháp quán niệm xứ. Hoặc là khi mình nhìn thấy, mình nhận thấy tham dục nó xuất hiện ở trong tâm, thì ngay lập tức mình suy tư cái sự nguy hại của tham dục nó là cái gì. Nó có thể đưa chúng ta đến các khổ cảnh, nó sẽ làm mồi, nó sẽ khiến cho mình làm mồi cho dục, bị dục nó lôi kéo đi. Mình thấy được sự nguy hại của nó rồi, khi đó mình làm cái gì? Nên quay trở lại đề mục thiền. Đó chính là hơi thở, đó chính là thân, thọ, tâm, pháp. Khi mình nhìn thấy như thế là ngay lập tức mình nhận thức, mình biết cái chuyện mình cần phải làm đối với nó. Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy, ví dụ như nhìn thấy một người đẹp, thì chuyện mình cần làm là gì? Thu thúc sáu căn lại. Mình biết rõ cái tâm tham nó sanh khởi, mình biết rõ, mình biết rõ nó sẽ dẫn mình đi đâu đó, tức là nó dẫn mình đi các khổ cảnh. Nếu như mình tiếp tục mình nhìn thì như vậy thì mình cần thu thúc lại, thu thúc các căn lại. Mắt bớt nhìn, tai bớt nghe, hoặc nghe nhìn trong chánh niệm. Và nhớ khi đó cái đối tượng mà mình cần nhìn là gì? Cái trạng thái tham dục của tâm, chứ không phải nhìn vào cái đối tượng làm cho mình tham dục. Nhìn vào cái trạng thái tâm của mình, nhìn vào nó, biết rõ chuyện cần làm đối với nó. Thì như vậy đó là mình đang thực hành pháp quán niệm xứ. Biết được nguyên nhân nào nó sanh khởi, hậu quả của nó là cái gì, và mình cần phải làm gì đối với nó, thì đó là pháp quán niệm xứ. Rồi tiếp nữa, khi mà mình thấy mình nghe một người mà mình không vừa ý, thì ngay lập tức mình phát hiện tâm sân. Vì ấy bị sân hận chi phối bên trong, biết rõ có sân hận bên trong. Hoặc không bị sân hận chi phối bên trong, vì ấy biết rõ không có sân hận bên trong. Sự sanh khởi của sân hận chưa sanh như thế nào, vì ấy biết rõ điều ấy. Sự đoạn trừ của sân hận đã sanh như thế nào, vì ấy biết rõ điều ấy. Và sự không sanh khởi trong tương lai của sân hận đã bị đoạn trừ như thế nào, vì ấy biết rõ điều ấy. Khi tâm sân xuất hiện, ngay lập tức chúng ta biết do đâu biết tâm sân xuất hiện. Tiếp nữa mình suy xét
Do đâu mà tâm sân này xuất hiện? Do mắt thấy cảnh sắc, do mình đã lỡ nhìn thấy một người mình không thích. Từ đó đó, nó là duyên cho tâm sân xuất hiện. Ngay lập tức mình phải biết rõ như thế. Rồi, mình biết rõ cái tai hại của tâm sân này là cái gì. Nó sẽ đưa mình đi xuống các khổ cảnh, nó sẽ trói buộc mình, nó sẽ níu kéo mình, nó làm cho mình mất đi sự tỉnh táo, làm cho mình không có được sự suy tư hợp lý để thoát ra khỏi sân hận. Mà nó làm cho mình chìm đắm vào trong đó. Và nếu như mình thân hoại mạng chung thì chắc chắn do tâm sân đó mình sẽ đi vào trong các khổ cảnh. Thì khi thấy được sự nguy hại như thế đó, mình suy tư tiếp. Như vậy bây giờ mình cần làm gì đối với tâm sân này? Làm cái gì? Mình cần phát triển từ tâm. Sư đã nói ngay từ cái ngày đầu á, nhưng mà có nhiều vị thì vẫn chưa có nắm. Nhưng mà khi chúng ta thực hành một cách thường xuyên thì chúng ta sẽ nắm được. Nắm được cái gì? Nắm được trạng thái từ của tâm. Nhớ, cái tâm từ nó là một cái tâm sở, nó chỉ là một cái chetasika, tức là nó có trạng thái của nó. Khi mình tham, mình nhìn vào trong tâm của mình, mình biết cái trạng thái tham nó là như thế nào. Khi mình sân, mình nhìn vào trong tâm thì mình biết cái trạng thái sân như thế nào. Thì khi từ nó cũng y chang như vậy, mình nhìn vào trong tâm, mình biết cái trạng thái từ của tâm nó như thế nào. Rồi từ đó mình đem cái trạng thái từ đó, mình hướng đến đối tượng, mình mong cho họ được sự yên vui. Mình suy tư, mình quán tưởng tất cả những người ở trong tầm mắt của mình giống như con ruột của mình. Chúng ta đừng nghĩ là cái này nó khó. Đương nhiên nó không dễ, nhưng mà mình phải nỗ lực thì dần dần mình sẽ thuần thục. Và khi mình thuần thục rồi thì nó sẽ ngày càng trở nên dễ dàng. Giống như một vị hành giả, khi mà vị ấy an trú trong tâm từ, trong cặp mắt của vị ấy nhìn tất cả mọi người đều là con ruột của mình. Bất kể già, trẻ, trai, gái, bất kể căn tánh, vị ấy nhìn thì vị ấy thấy tất cả những người trước mặt đều là con của mình. Đó là cách rải tâm từ. Còn nếu như mà tâm từ nó rải khó quá, mà người ta cứ tấn công mình, người ta cứ làm cho mình khổ, người ta cứ làm cho mình buồn, xin thưa nhé, ngay cả cái chuyện gọi là cha mẹ làm cho mình lo lắng, làm cho mình buồn, thì như vậy thì cha mẹ cũng là đối tượng để sanh khởi tâm sân của mình. Cha mẹ đương nhiên không phải là kẻ thù, nhưng mà có nhiều khi cha mẹ làm cho mình buồn, làm cho mình phải khóc hết nước mắt. Thì như vậy mình cần làm cái gì? Nếu như tâm từ nó không giúp đỡ cho mình được trong trường hợp như vậy, thì mình cần làm cái gì? Mình cần thực hành tâm xả. Biết mỗi chúng sanh có nghiệp của mình, mình có nghiệp của mình, họ có nghiệp của họ, con có nghiệp của con, mẹ có nghiệp của mẹ. Mình thương là chuyện của mình, mà nghiệp ai thì nấy hưởng. Khi mình hiểu như thế đó, thì tâm của mình nó sẽ trở nên bình lặng trở lại. Mình không có bị cái sự bốc đồng, cái sự lo lắng, mình không bị tình cảm nó che mờ đi lý trí. Bởi vì mình hiểu mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Quý vị hãy an trú trong tâm từ,
an trú trong tâm xả để mình hiểu được cái trạng thái xả nó là như thế nào. Nhớ nha, trạng thái xả thì nó khác với cái sự dưỡng dưng. Dưỡng dưng là mình mặc kệ, sống chết mặc bay. Còn cái lòng xả đó là mình hiểu mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Rồi mình cần phải, mình biết khi mà mình tâm sân như vậy, mình biết như vậy, muốn cải thiện tâm sân của mình thì mình cần sống ở trong một môi trường có bạn bè thầy tổ thích hợp. Chứ mình không thể nào sống trong một môi trường mà họ cứ liên tục họ đấu đá nhau, họ liên tục họ tố cáo nhau, họ liên tục họ ganh tị, họ tị hiềm nhau. Thì mình biết rõ khi mình sống trong môi trường đó thì tâm sân nó chỉ có tăng trưởng chứ nó không có bớt đi. Thành ra đó, chỉ riêng cái chuyện mà tâm sân nó xuất hiện thôi thì ngay lập tức mình biết nhân gì, duyên gì mà nó có. Do mắt tiếp xúc với cảnh không vừa ý, hoặc là do tâm suy tư về cái cảnh không vừa ý, làm cho mình buồn phiền. Và mình biết rõ khi mà cái tâm sân sanh khởi thì vòng tròn 12 nhân duyên nó sẽ hoạt động như thế nào. Với những ai chưa biết thì nhớ dùm sư ha, cái vòng tròn duyên khởi: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên ưu bi lão tử. Nghĩa là sao? Do chúng ta không biết trong bốn đế, cho nên chúng ta mới làm tất cả các nghiệp thiện ác. Mà bởi vì chúng ta làm các nghiệp thiện ác, cho nên nó mới dẫn chúng ta đi đầu thai. Mà do chúng ta đi đầu thai, cho nên mình mới có thân và có tâm. Mà bởi vì có thân và có tâm, cho nên mình mới phải tiếp xúc với các cảnh, các đối tượng bên ngoài. Do mình tiếp xúc với các đối tượng bên ngoài, cho nên nó mới có các cảm thọ. Mà chính bởi vì nó có các cảm thọ, cho nên mới có sự thích và ghét. Mà chính bởi vì có sự thích và ghét, cho nên chúng ta mới có sự dính mắc vào cái thích và ghét đó. Rồi bởi vì dính mắc vào cái thích và ghét đó, cho nên chúng ta lại tiếp tục tạo các nghiệp thiện ác. Mà bởi vì chúng ta tạo các nghiệp thiện ác, cho nên chúng ta lại tiếp tục đi đầu thai. Thật ra đó, một vị hành giả khi mà quan sát nội tâm của mình, thấy tham truyền cái, thấy sân truyền cái, là ngay lập tức vì đó ý thức được cái vòng tròn duyên khởi nó hoạt động ra làm sao. Quay trở lại cái vấn đề kham nhẫn, thì ngoài cái chuyện chúng ta nhìn vào quay trở lại vấn đề tâm sân, ngoài cái chuyện mà chúng ta nhìn vào nội tâm sân của mình á, mình thấy được cái tâm sân, thì ở đây tùy theo định của mỗi người. Có người định mạnh thì khi mình nhìn thấy tâm sân, tâm sân nó sẽ dần biến mất, giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào tảng băng thì tảng băng nó sẽ tan dần ra. Còn nếu như cái tâm định của mình nó vẫn còn quá yếu thì có những trường hợp sân mà nó sân yếu thôi đó thì mình có thể mình diệt trừ nó được. Nhưng mà sân mạnh quá mình không diệt trừ được thì mình đi đến những cái pháp tiếp theo, đó chính là kham nhẫn.
kham nhận. Như trong kinh ví dụ lưỡi cưa, Đức Thế Tôn có đưa ra một hình ảnh giống như có người căng hai tay hai chân của mình ra, rồi cầm một cái cưa có hai đầu kéo, thì họ kéo kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt để tách rời từng bộ phận cơ thể mình ra. Đức Thế Tôn nói ngay cả trong trường hợp như vậy mà mình có lòng sân hận thì mình chưa thực hành đúng đắn theo lời dạy của Thế Tôn. Thì bây giờ khi mà mình sân hận thì mình thấy ôi người ấy vẫn còn hiền chán, bắt chước ngài Phú Lâu Na, người ấy vẫn còn hiền chán, họ chỉ đơn giản họ giận mình thôi chứ họ không có mắng chửi mình. Nếu như mà họ mắng chửi mình thì mình suy tư họ còn hiền chán, tại vì họ chỉ mắng chửi mình chứ họ không có đánh mình. Còn nếu như mà họ đánh mình thì mình lại suy tư ôi họ vẫn còn hiền chán, tại họ chỉ đánh mình chứ họ không dùng vũ khí gậy gộc để họ tấn công mình. Nếu như họ dùng vũ khí gậy gộc tấn công mình thì mình vẫn suy tư ôi họ vẫn còn hiền chán, bởi vì họ không có đâm chém mình. Mà nếu như họ đâm chém mình thì mình lại suy tư ôi họ vẫn còn hiền chán, tại vì họ không có giết mình. Mà nếu như họ giết mình thì mình lại suy tư tấm thân này có cái gì để mà mình luyến tiếc đâu, mình đã nhàm chán nó muốn chết rồi, cảm ơn đã giải thoát cho tôi. Thì như vậy đó, mình luôn luôn có cái lý do, có cái cớ để mình kham nhẫn. Mà sư nhớ là không biết cái câu này là của ai, mà hồi xưa có treo ở chùa Nam Tông, sư thấy rất là hay. Mình chỉ cạn kiệt sự tha thứ khi bản thân mình quyết định không tha thứ nữa thôi. Tức là khi mình quyết định tha thứ thì bao nhiêu cũng tha thứ được cả. Chỉ khi nào mình quyết định không tha thứ nữa thì khi đó cái sự tha thứ mình nó mới cạn kiệt. Thì như vậy đó, mình nhìn thấy rõ trong nội tâm của mình đây là tham, đây là sân. Do đâu mà nó có, nó sẽ dẫn mình đi đâu, và mình cần phải làm gì đối với nó. Thì hành giả Pháp Quán Niệm Xứ vị ấy sẽ hiểu rõ những cái này. Thành ra nếu như mà khi sư nói như thế, sau khi sư nói xong mà quý vị nhớ được là nãy giờ ông sư Hạnh Tuệ ông nói cái gì nhớ được, thì như vậy quý vị phù hợp với Pháp Quán Niệm Xứ. Còn nãy giờ nghe lùng bùng lỗ tai, nghe thấy hay quá mà rồi mình không nhớ gì hết thì thôi, cứ quay lại quán thân, quán thọ và quán tâm. Rồi lại nữa, vị ấy bị lười biếng uể oải chi phối bên trong, biết rõ lười biếng và uể oải bên trong, hoặc không bị lười biếng và uể oải chi phối bên trong, biết rõ không có lười biếng và uể oải bên trong. Sự sanh khởi của lười biếng và uể oải chưa sanh như thế nào, vị ấy biết rõ. Sự đoạn trừ của lười biếng và uể oải đã sanh ra như thế nào, vị ấy biết rõ. Và sự không sanh khởi của tương lai, của sự lười biếng và uể oải đã đoạn trừ như thế nào, vị ấy biết rõ điều đó. Tức là nội tâm của mình, mình phải quan sát. Khi mà tâm mình nó trở nên uể oải, trở nên lui sụp, mình không có muốn tu hành, mình không có muốn làm các thiện pháp nữa, thì mình cũng phải nhận thức ra ngay điều đó. Sau khi mình nhận thức ra đó thì mình biết mình sẽ cần làm gì đối với cái tâm này. Đó là gì? Khi mà mình ngồi hoài, mình chán quá, mình cảm thấy bất mãn, mình cảm thấy khó chịu, thì đứng dậy đi. Sư luôn cho quý vị đi thiền và ngồi thiền để chi? Để khi mà trong một tư thế đó mình cảm thấy nhàm chán,
mình cảm thấy uể oải, mình chán, mình không muốn ngồi nữa, thì mình có thể đứng dậy để mà đi, thay đổi mai nghi. Còn khi mà mình ngồi thiền mà mình buồn ngủ quá thì sao? Mở mắt ra. Ngồi thiền buồn ngủ mà còn nhắm mắt nữa thì chỉ có ngủ thôi. Mở mắt ra, nhìn vào nơi có ánh sáng, tức là nơi mà nó có nắng, thì mình nhìn vào đó. Nơi nào nó sáng mình nhìn vào nó. Thì khi nhìn như vậy đó thì tâm của mình nó sẽ hết buồn ngủ. Còn nếu như cái chuyện mình nhìn, nhìn vào chỗ có ánh sáng mà nhìn một hồi mình vẫn buồn ngủ thì đứng dậy đi thiền. Nhớ giùm sư nha, cái anh buồn ngủ á, đừng bao giờ nhìn thẳng vào cái sự buồn ngủ. Bởi vì khi mình nhìn thẳng vào sự buồn ngủ là mình sẽ ngủ. Riêng cái anh mà buồn ngủ này đó, ảnh là bậc thầy thôi miên. Cái anh tham, anh sân, mình nhìn vào ảnh là ảnh biết sợ thì ảnh sẽ tan biến. Những cái anh buồn ngủ á, mình nhìn vào ảnh là ảnh thôi miên mình, là mình ngủ luôn. Cho nên mình phải khéo, khéo. Và đương nhiên là chúng ta cũng phải cần có những cái bạn lành. Tức là mình sống trong một tập thể mà tới giờ thì mọi người đều đứng dậy đi thiền, mọi người đều thực hành, chứ còn không có ai trốn ở trong phòng mình nằm phè ra mình ngủ. Bởi vì như vậy thì mình thấy người khác ngủ được thì ta cũng ngủ được. Thì như vậy mình sẽ không thể chiến thắng được cái hôn trầm. Nếu như mà quý vị tu luôn thì cái đời tu nó kéo dài từ năm này qua năm khác, bỏ cả một đời, thì như vậy mình còn có thể nói ngày tu nó còn dài. Chứ còn chúng ta chỉ có 10 ngày thôi, thì 10 ngày đó chúng ta phải nỗ lực để chúng ta chiến thắng được chính mình. Và quý vị nhớ giùm, khi mà mình buồn ngủ như vậy đó thì mình phải dùng những cái phương pháp để sách tấn mình đó. Ví dụ mình suy tư giờ này nè, chúng sanh đang lăn lộn đau khổ ở địa ngục, thì mình nếu như mà mình không tinh tấn, mình không nỗ lực, mình tinh tấn, thì khi mình chết rồi mình cũng sẽ phải xuống các khổ cảnh. Thì như vậy mình phải nỗ lực tinh tấn hơn nữa. Hoặc là giờ này nè, là những cái con bò, những con heo nó bị lùa vào chuồng giết mổ, mà nếu như bây giờ mình cứ ngủ, mình nhắm mắt lại, mình mở mắt ra, mình thấy nằm ở trong chuồng heo thì nó đã muộn rồi. Khi mà sư nhìn sư đi qua miếng, có lần sư ngồi ăn sáng thì có một con mèo nó nhảy lên người của một vị trưởng lão. Khi nó nhảy lên như vậy đó, vị này cầm cái khúc cá khô, thì con mèo á, lúc bấy giờ cặp mắt nó nhìn khúc cá khô. Khúc cá khô đưa lên, nó ngước lên, đưa xuống, nó ngước xuống, nó cứ nhìn liên tục cái khúc cá khô. Tự nhiên có cái suy nghĩ trong lòng của sư: con mèo á, biết đâu kiếp trước nó từng là một vị Tam Tạng Pháp Sư, lỗi lạc ai cũng biết tiếng nó hết nha, mọi người nghe danh đảnh lễ, từ xa hành hương đến để gặp được cúng dường, nhưng mà khi thân hoại mạng chung sanh vào con mèo, do cái duyên còn ở chùa, duyên với chùa cho nên sanh vào ở trong chùa. Nhưng mà khi vào ở trong chùa rồi thì lúc bấy giờ chỉ còn biết mỗi khúc cá khô, chứ không còn biết kinh kệ gì nữa hết.
bao nhiêu cái danh vọng, bao nhiêu địa vị, bao nhiêu kiến thức Phật pháp nó quên sạch. Lúc bấy giờ nó chỉ còn mỗi khúc ca khô. Nghĩ như vậy đó, tự nhiên là mình rùng mình ám ảnh, mình biết kinh sợ. Đương nhiên ở đây chỉ là sự tưởng tượng của sư thôi, chứ sư hoàn toàn không có thần thông gì cả. Nhưng mà khi mình có sự suy tư như thế đó, mình có lý do để mình nỗ lực tinh tấn. Chúng ta đang ngồi ở đây, chúng ta có thể là ông này bà nọ, có thể là tài sản bạc tỷ trong ngân hàng, nhưng mà chỉ cần mình vừa tắt thở một cái thôi, mình hoàn toàn có thể chui xuống làm trùng, làm dế, chui xuống làm sâu, làm bọ, chui xuống làm chó, làm mèo. Thì như vậy đó, bao nhiêu những cái quần áo thời trang hàng hiệu, bao nhiêu những cái lời ca tụng, nó không còn ý nghĩa. Thì như vậy giờ này mình không có nên nằm ườn ra đó, bởi vì cái cơ hội để mình thực hành chánh niệm nó không có nhiều. Thì như vậy đó, mình sẽ có được sự nỗ lực, sự kích thích nội tâm để mình phát triển, để mình tinh tấn hơn. Rồi khi mà tâm của mình tiếp nữa, khi tâm của mình nó trở nên nó sao lãng, rồi nó hối hận, thì chúng ta cũng biết rõ là tâm của mình có sao lãng và hối hận. Sao lãng hối hận chúng ta hay gọi là cái trạo cử hối quá đó. Gọi là trạo hối. Trạo cử tức là cái trạng thái mà nó làm cho tâm của mình nó không có tập trung, nó cứ bung sung, nó loạn động, nó giống như con khỉ vậy đó, nó cứ nhảy tới nhảy luôn. Còn cái hối quá đó, nghĩa là sự hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận về những cái quá khứ mình đã làm, hoặc những cái quá khứ mà mình chưa làm, mình hối hận. Thì cái cách để chúng ta giải quyết nó là cái gì? Việc đầu tiên, khi mà cái tâm mình rơi vào trạo hối, thì mình phải biết tâm nó đang có trạo hối. Đây, trạo hối truyền cái nó đang có trong ta. Và như vậy đó, chúng ta phải làm gì? Nếu như mà tâm mình nó lăng xăng, nó không yên, thì mình cần phải tập trung, buộc tâm của mình vào cái đối tượng thiền định. Nó cứ chạy ra ngoài thì mình kéo lại, mình buộc nó lại. Nhưng mà nhớ, mình cần phải giữ gìn cái oai nghi cho nó thích hợp. Có đôi khi mình ép nó quá thì cũng không được. Mà có đôi khi mình buông lung, mình thả nổi nó quá thì cũng không được. Nó giống như cái dây đàn. Đàn quá căng nó sẽ đứt, đàn quá lỏng thì nó sẽ không phát ra tiếng kêu. Cho nên mình cần phải điều chỉnh lại cái tư thế của mình. Ngồi thiền mà gồng quá, ngồi gồng quá suốt thời thiền mà mình rung lên bần bật vậy đó, mình chỉ ráng mình theo dõi, mình chế ngự cơn đau, thì như vậy mình cũng không hành thiền được. Thành ra mình cần phải điều tiết lại cái oai nghi của mình. Khi thì ngồi thiền, khi thì đi thiền. Rồi chúng ta phải xem coi là do đâu mà cái tâm mình nó lăng xăng. Ví dụ như do mình tham công tiếc việc, làm việc quá nhiều. Ở đây, cho nên ở đây quý vị rất là ít việc phải làm. Chứ nếu như mà cho mình làm việc quá nhiều, cái hồi mình ngồi xuống,
cái đầu của mình nó bắt đầu nó nhảy tùm lum hết, nó nghĩ đến cái chậu rồi cái thau rồi cái lau nhà, nó nghĩ tới đủ thứ mọi chuyện hết, những thứ đó nó sẽ quấy rầy mình, nó làm cho mình hành thiền không được. Thành ra mình cần phải sắp xếp thời gian để cho hợp lý. Rồi nếu như mà mình có cái hối hận, hối quá thì phải xem coi là cái sự ăn năn ray rứt đó nó đến từ đâu. Nếu như nó đến từ một cái lỗi lầm quá khứ thì mình cần phải sám hối để cho cái lỗi lầm đó nó không còn cắn rứt cái lương tâm của mình nữa, thì nhờ như vậy mình mới hành thiền được. Có vị, có những vị khi hành thiền thì vị đó lên để sám hối với sư. Lý do sám hối là bởi vì khi hành thiền cái tội lỗi năm xưa nó làm cho vị ấy cứ băn khoăn rây rứt ở trong đầu, làm cho mình hành thiền không có yên. Mà như vậy thì cứ đến để mình sám hối, và như vậy sư ghi nhận là mình đã biết lỗi, thì như thế mình cắt đứt cái sự ăn năn rây rứt, và khi đó mình mới có thể hành thiền được ha. Và quý vị nên học giáo lý để chi? Để biết được giới và luật, để biết được cái gì có phạm tội, cái gì không có phạm tội, cái gì là tội nặng, cái gì là tội nhẹ, cái gì có thể sám hối, cái gì không thể sám hối. Thì muốn biết như thế đó thì học và giáo lý ha, trên kênh YouTube Sư Hạnh Tuệ thì có cái danh sách pháp và lớp Phật pháp căn bản đó. Thì quý vị có thể xem và học. Rồi khi mà mình bị nghi hoặc, mình hành thiền mà mình hoài nghi thì ngay lập tức mình biết là mình có sự nghi hoặc. Thì khi mình hành thiền mà có sự nghi hoặc như vậy đó, mình phải xem xét cái nghi hoặc này nè, nó đến từ đâu. Một là nghi hoặc nó đến từ cái chuyện là mình hoài nghi Tam Bảo, tức là mình không biết là Phật có thiệt là bậc giác ngộ hay không. Mình không biết là cái giáo pháp mà Ngài dạy có phải là giáo pháp đưa đến sự giác ngộ giải thoát hay không. Mình không biết là chư Tăng, chư Thánh Tăng, không biết có thiệt là các vị đó đã thoát khỏi sanh tử luân hồi, đã đoạn tận những phiền não hay chưa. Thì cái sự nghi ngờ về Tam Bảo nó sẽ là cái sự nghi ngờ rất là tai hại mà mình cần phải giải quyết. Ví dụ như có nhiều vị đó bị đầu độc bởi những cái tư tưởng như là bây giờ kinh thì trải qua hơn 2500 năm rồi, thì làm sao biết được kinh nó có còn giữ đúng được gốc hay không, có bị thêm bớt hay không, có bị thay đổi hay không. Rồi làm sao biết được kinh nào Phật thuyết, kinh nào Phật chưa thuyết, Phật không có thuyết. Thì những cái đó đó, khi mình có sự nghi hoặc thì mình phải lo giải quyết ngay. Cái thứ hai là mình nghi về cái phương pháp hành trì, tức là mình không biết ông thầy ông dạy cái phương pháp này nó có đúng hay là không. Thì khi mà mình nghi hoặc như vậy, mình sẽ không thể thực hành theo sự hướng dẫn, bởi vì mình không biết mà mình nghi đó, cho nên là mình sẽ không có tuân theo sự hướng dẫn. Trong suốt quá trình sư hướng dẫn thiền, có những vị hành theo và đạt được rất là nhiều sự lợi ích, nhưng mà có những vị thì sư không hiểu vì lý do gì mà vẫn duy trì cái cách cũ của những cái phương pháp hành trì sai
ban đầu. Đương nhiên cái số này nó ít thôi, trong mấy chục con người chúng ta thì chỉ có một hai người, ít hơn, rất là ít. Nhưng mà đó, khi mình không có niềm tin, mình không có cái sự nỗ lực hành trì theo cái sự hướng dẫn của sư, quý vị nghi ngờ thì tự nhiên mình không làm theo, mà không làm theo thì không có kết quả. Cho nên ngài Ajahn Chah, ngài có lần ngài nói cái việc hành thiền, đôi lúc người phụ nữ họ lại thực hành tốt hơn. Do đâu? Do đối với người phụ nữ cái niềm tin họ rất là mạnh, cho nên thì đôi khi họ chỉ việc ông thầy dạy thiền dạy thế nào họ nghe theo và họ làm theo như thế đó thôi. Người nam trí thì nhiều, nhưng có đôi khi trí nhiều quá thành ra là họ nghi ngờ đủ thứ hết. Thay vì họ thực hành thì họ lại bắt đầu họ suy tư những cái lời nói như thế này có đúng hay là không, rồi họ nghi ngờ này nghi ngờ nọ, họ nghĩ về những cái truyền thống khác mà họ đã từng theo, thì cứ như vậy thì nó sẽ cản trở cái chuyện của mình. Cho nên khi mà mình có nghi hoặc thì mình phải xem xét là sự nghi hoặc đó đến từ đâu, rồi làm như thế nào để mình giải quyết cái sự nghi hoặc này. Một cách giải quyết rất là bài bản, rất là căn bản, đó chính là đối chiếu với kinh và đối chiếu với luật. Chỉ đơn giản thế thôi. Như ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Thế Tôn nói, nếu như có một vị tỷ kheo nào đó tự nhận mình được thừa kế lời dạy của Thế Tôn thì chớ vội tin và cũng chớ vội bác bỏ, mà hãy đem lời dạy đó đối chiếu với kinh và luật. Nếu như nó tương ứng với kinh và tương ứng với luật thì vị tỷ kheo đó đã kế thừa lời dạy của Đức Thế Tôn một cách hợp lý, một cách đúng đắn. Còn nếu như khi so xét ra mà không có khớp với kinh, cũng sai với luật, thì như vậy hãy để nó qua một bên, bởi vì vị ấy đã nghe một cách sai lầm. Thành ra đó, muốn mà đoạn trừ được nghi hoặc thì chúng ta chỉ việc đối chiếu với kinh và luật. Mà muốn đối chiếu được với kinh và luật đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức giáo lý. Phải nói là sư rất là ngưỡng mộ những vị cứ như vậy mà đăng ký tham dự khóa thiền thôi mà chưa có học giáo lý gì cả. Thì khi đó, khi sư nói thì làm sao mà quý vị biết được là ông sư Hạnh Tuệ này ông nói có đúng chánh pháp hay là không đó. Rồi nó có thể nó dẫn đến là nói trên trời dưới đất gì thì mình cũng nghe thì rất là kẹt. Cho nên sư khuyên là chúng ta nên đi học giáo lý. Chúng ta không học giáo lý thì sư nói thì đôi khi quý vị cứ nghi ngờ, rồi từ cái chuyện mình nghi ngờ mình không có hành theo, rồi mình lại hướng ra bên ngoài, mình nghĩ là mình nó còn cái khóa tu ông thầy nước sâu nước lạnh nào đó, đó rồi mình chạy theo thì phải nói là nó uổng vô cùng. Thì đó là một cái phương pháp mà chúng ta quan sát, gọi là pháp quán niệm xứ. Là bất kỳ một cái vấn đề gì nó khởi lên cho mình thì mình đều ghi nhận, quan sát năm cái truyền cái. Và mình biết do đâu, mình cần phải biết cái nguyên nhân nào làm cho mình sanh khởi những cái truyền cái đó. Mình phải biết quan sát. Rồi mình phải biết là như vậy đó, nó sẽ dẫn mình đi về đâu. Rồi mình phải biết cái cách nào để giải quyết những cái truyền cái khi nó sanh khởi. Thì đó, chỉ một cái vấn đề thôi, trong đầu một vị hành giả thực hành pháp quán niệm xứ, họ
họ suy tư, họ nhận ra rất là nhiều chuyện. Thành ra đó, cái pháp quán niệm xứ này á, là dành cho những người mà nhiều trí, trí nhạy bén. Nhưng nếu như mà mình không có thực hành được thì mình thực hành quán thân, quán thọ, quán tâm thì như vậy nó cũng đủ rồi. Ví dụ như như sư nói, khi mà mình chuẩn bị mình ăn cơm thì ngay lập tức mình xem xét ngó nội tâm của mình, cái tâm tham nó muốn được ăn, mình suy tư tiếp do đâu mà cái tâm tham nó muốn được ăn, là bởi vì mình có cái tấm thân này, bởi vì mình có tấm thân này cho nên nó mới cần đòi hỏi, nó mới muốn mình nuôi dưỡng. Mà chính bởi vì do đâu mà mình có cái tấm thân này, do mình đi đầu thai, bởi vì mình đầu thai vào trong bụng mẹ cho nên mình mới có tấm thân này. Mà do đâu mình đi đầu thai, do đời trước mình đã tạo các cái nghiệp thiện ác, thì do đời trước mình tạo các nghiệp thiện ác cho nên mình mới đi đầu thai. Mà chính bởi vì mình đi đầu thai cho nên mình mới có tấm thân này. Vì mình có tấm thân này nè, cho nên mình mới đói và mình có nhu cầu mình ăn. Mà chính bởi vì mình có nhu cầu ăn cho nên mình ăn mình mới thấy ngon đó. Rồi chính bởi vì mình ăn thấy ngon cho nên là mình mới có tâm tham ái. Mà chính bởi vì mình có tâm tham ái cho nên mình lại tiếp tục tạo các nghiệp thiện ác. Mà do mình tạo các nghiệp thiện ác cho nên mình lại đi đầu thai đó. Thì cứ như vậy đó, kỳ nhông ông kỳ đà cha các ké mẹ kỳ nhông. Cứ như vậy cái dòng lẫn quẩn nó cứ chạy vòng vòng như vậy. Từ đó đó, chúng ta sẽ đi đến cái sự nhàm chán. Nó nản, nó chán. Bởi vì mình thấy cái thế gian này nó vốn dĩ là nó vô vị, nó không có cái cốt lõi. Và mình chỉ đơn giản là mình chạy một vòng và đó là chưa kể trong vòng sanh tử luân hồi đó, thì cái số kiếp mà mình đi xuống nó nhiều hơn đi lên. Khi mình quan sát như vậy thì cái sự vô thường, cái sự khổ, và mình chẳng thấy có cái gì đáng để mà mình ôm đờm, mình níu kéo, để mình gọi đó là cái sự quý giá, để gọi là ta là của ta. Không có cái gì hết trơn. Như vậy đó, khi chúng ta đi đến cái trạng thái tâm này thì cái gì là cái để chúng ta nương tựa đây? Đó chính là chánh niệm. Đó chính là sự quan sát hơi thở. Đó chính là sự quan sát thân, thọ, tâm, pháp. Với sự nhận thức đầy đủ về vô thường, khổ và vô ngã. Tại sao phải làm chuyện đó? Bởi vì ngoài cái chuyện chánh niệm quan sát này ra thì không còn cái gì đáng để chúng ta phải nương nhờ nữa cả. Mọi thứ nó chán chường. Thì khi mà quý vị thực hành tứ niệm xứ rồi sẽ đến một lúc chúng ta trải qua cái trạng thái tâm như thế này. Mà ở các cái vị thiền sư thì gọi đó chính là cái yếm ố tuệ, hoặc là kinh úy tuệ, tức cái tuệ sợ hãi. Mình thấy nó chán, nó sợ, nhưng mà tiếp tục quan sát
Chỉ đơn giản bởi vì ngoài cái chuyện tiếp tục giữ gìn chánh niệm ra thì nó không còn cái gì khác mình có thể làm nữa cả. Và khi đó chúng ta đang đi đến gần cái chuyện tiếp xúc với sự thật chân đế, để chúng ta biết rõ bản chất của thế gian này nó là cái gì, biết rõ bản chất của thân và tâm này nó là cái gì. Đây là những cái mà chúng ta sẽ phải trải qua. Rồi, bây giờ thì sẽ dành thêm một tí thời gian để trả lời câu hỏi. Thưa sư, con nghe pháp có hai lời dạy: không nên nghe nhiều bài pháp của nhiều pháp sư vì như thế kiến thức sẽ bị loãng. Cái gì? Một, mỗi hướng giảng khác nhau, mỗi hướng giảng khác, không nên nghe một vị thầy mà mình tôn kính. Cái này cái gì? Mỗi hướng giảng khác, không nên nghe một vị thầy mà mình tôn kính. Vậy kính xin sư chỉ dạy con phải học pháp như thế nào? Phải nói là một cái sự thiếu phước đối với rất nhiều người Phật tử Việt Nam, đó là chúng ta chưa có một hệ thống bài bản, một cái hệ thống giáo lý kinh tạng một cách bài bản. Do đâu? Do rất nhiều vị thay vì dành thời gian để nghiên cứu kinh tạng thì thời gian đó các vị đó đọc những cái mẫu chuyện cười, rồi mình học thuộc, rồi mình lên rồi mình kể cho thính chúng nghe, thì mọi người thì cứ như vậy mọi người cười ha hả rồi đi về. Có rất nhiều những cái buổi mang danh là thuyết pháp, là giảng đạo, học pháp, chứ còn lên chển thì toàn nghe kể chuyện cười, nghe kể chuyện ma, hoặc là lên ca hát, đọc thơ, sau đó đi về hết chuyện. Thử mà mình nghĩ những cái gạch đầu dòng á, quý vị cầm bút cầm viết thử xem quý vị gạch được bao nhiêu cái gạch đầu dòng mà để gọi là có một cái bài học cho chính mình, bao nhiêu cái, trong khi đó kể chuyện hết giờ. Mà do đâu? Do một bộ phận là lười học, lười nghiên cứu, mà đọc những cái mẫu chuyện thì dễ nhớ, dễ thuộc, mọi người thích thú hơn. Rồi trong kinh tạng thì nó lại có một vấn đề khác nữa, là muốn nghiên cứu được kinh tạng thì mình phải biết Pali, biết cái ngôn ngữ gốc. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nghiên cứu, mà nghiên cứu qua cái bản dịch á, thì có đôi khi bản dịch nó chưa có chuẩn. Và một điều nữa là cái công trình dịch thuật kinh tạng ở Việt Nam của mình á, nó chưa xong, chưa hoàn chỉnh. Một điều đáng buồn là Phật giáo mình trải qua 2.500 năm, Phật giáo về Việt Nam mình là bao nhiêu năm mà kinh tạng có bao nhiêu đó mà dịch chưa xong. Sư cứ băn khoăn mãi, do đâu vậy? Rồi kinh á, thì muốn hiểu cho đúng thì phải có chú giải. Còn khi mà kinh mình hiểu mà không có chú giải đó, thì mỗi anh hiểu một kiểu, rồi giảng dạy giáo lý nó chổi nhau. Một
là anh theo tổ chứ anh không theo Phật. Mà tổ thì có 5-7 loại tổ. Thành ra đó, tổ này á, ý kiến nó sẽ chổi với tổ kia, nó không giống nhau. Thành ra Phật tử chúng ta nó bị bối rối, xung đột đó. Cứ nghe thầy này giảng đầu thế này, thầy kia giảng thế kia, hai ông thầy giảng là chối nhau, chổi nhau. Do đâu? Do theo tổ khác nhau. Thành ra cái chuyện mình cần làm đầu tiên đó là phải giảng theo Phật, chứ làm ơn làm phước đừng có giảng theo tổ. Nói là phải căn cứ theo kinh, chứ nói đừng có căn cứ theo ba cái sách vở bên ngoài. Thành ra đó, khi mà dạy cái gì đó phải hỏi cái mà sư dạy, cái mà thầy dạy á ở trong bài kinh nào. Mình phải có cái căn cứ đó. Cái thứ hai là mình cần phải đẩy cái phong trào dịch thuật lên. Người ta lo, người ta xây chùa, người ta lo, người ta làm từ thiện cả 100 triệu, cả 1 tỷ bạc. Mà không chỉ một cả 1 tỷ, mà cả 10 tỷ, cả 100 tỷ. Mà cái vụ dịch thuật á, mình chưa có chịu làm. Nó kỳ. Thái Lan, sư nghe nói là Thái Lan họ đã dịch xong cái chú giải kinh tạng rồi. Thì xong cái khóa thiền này á, sư dự định là sư sẽ qua bên đó tìm thỉnh cho được cái bộ chú giải kinh tạng về, rồi thuê người dịch. Mắc mớ gì mình không dịch kinh hả? Thì cái tiếng Thái qua tiếng Việt, bây giờ nếu như mình nói là mình không có đủ nhân lực, mình dịch từ Pali qua Việt đi, thì mình dịch từ Thái qua. Những cái nghiên cứu, những cái tài liệu tiếng Thái mình dịch qua tiếng Việt, mình thuê người dịch đó. Rồi những cái tài liệu tiếng Miến nè, những cái tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, những tài liệu mà các vị học giả, các vị đó đã nghiên cứu rồi đó, mình đem về mình dịch. Chứ tại sao mà xây chùa, xây cho cả đống mà kinh tạng, những cái phục vụ cái chuyện học thuật cho tăng ni thì rất hiếm người quan tâm. Cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện mà quý vị nói nè, không nên nghe nhiều vị giảng, là do bây giờ các vị giảng mà theo tổ thì vị này đấu đá với vị kia, thành ra là nó bị lệch, nó bị loãng. Nhưng mà nếu như quý vị nghe các sư Nam Tông mà giảng, quý vị sẽ thấy là nó khớp với nhau, chứ nó không có chổi nhau. Nếu như anh giảng đúng, do đâu? Do các sư giảng là căn cứ theo kinh và chú giải. Thì khi mà chưa có các cái bản dịch thì các sư phải tự dịch, tự đọc các cái bản Pali, nghiên cứu và sau đó giảng. Và chính bởi vì cùng một nguồn đi ra, và cái nguồn đó là nguồn đáng tin cậy, cho nên quý vị có nghe 10 ông giảng thì cũng giảng như nhau cùng một vấn đề. Không có lo cái chuyện mà giảng nó loãng kiến thức rồi nó bị đấu đá, nó chổi nhau, quý vị không có lo cái đó nha. Chỉ lo là mình nghe ba cái câu chuyện, chuyện cười, chuyện ma, nghe ca nhạc, nghe tấu hài ngay trên pháp tòa thì nó mới làm cho mình bị loãng thôi. Và một vị giảng sư có nói, khi chúng ta đã nghe nhiều các giảng sư và căn cơ chọn cho mình một vị thầy, sau đó theo vị thầy mình chọn. Khi quý vị nghe nhiều á, cái quan trọng là mình nghe có chất lượng hay là không. Chứ giống như cái người ăn nhiều chưa chắc họ đã là người sành ăn. Quý vị biết rõ cái đó mà. Người ăn nhiều chỉ là người ăn, đôi khi chỉ là người ăn tạp thôi. Chứ người ăn nhiều không phải là người sành ăn. Người sành ăn đương nhiên họ sẽ ăn nhiều, nhưng người sành ăn họ biết cái gì ngon, cái gì dở. Quý vị nghe pháp cũng vậy. Khi mà mình nghe pháp, mình có sự chọn lọc á, lâu dần mình sẽ có cái kén chọn. Cái kén chọn là như thế này: mình nghe những người mà nói pháp nó có nước cốt á, mình nghe nó thoải mái lắm, nghe hoan hỷ. Lúc đó quý vị sẽ
chán chẳng muốn ngồi nghe mấy ông thầy lên ngồi kể chuyện ma chuyện hài. Xin nói thiệt, nếu như quý vị nghe pháp nhiều mà nghe có chọn lọc, dần mình sẽ có khuynh hướng kiếm những cái nào á mà nó có cốt lõi mình nghe. Thành ra đi nghe pháp cần phải có một cái quyển sổ để mình ghi chép lại ông thầy nào á mà mình cái quyển sổ đó mỗi lần nghe pháp mình ghi được nhiều gạch đầu dòng thì cái đó ngon lành. Nhưng nhớ nha, không phải ghi chuyện cười nha. Nhiều người đến nghe pháp là ghi chép ngon lành lắm, mở ra thấy toàn kể chuyện cười không à. Thành ra đó, cái nói là mình tùy căn cơ mà mình chọn cho mình một vị thầy, thì xin thưa là sư e là cái người này họ không tự tin. Những người đi đến học đạo với sư á, thì sư có cái gì sư dạy cái đó. Quý vị thấy là sư cho quay lại. Nói nó kỳ. Nhiều người á nói với sư, khi mà sư mới đi giảng á, nhiều người nói với sư là giảng đừng có quay, tại giảng mình quay lên hết đạn rồi sao. Tại vì nhiều vị thì chỉ có chừng vài chục bài à. Đương nhiên vài chục bài đó hay chứ không phải dở, nhưng mà cái kiểu là mình phải đi giảng nữa, gọi là nó nát nước nát cái, gọi là vừa nhìn thấy mặt là người ta thuộc ông này ông giảng cái gì đó. Khi đó thì hẳn quay lại rồi mình ra băng ra đĩa sao. Còn giờ mình quay cái nào ra băng ra đĩa cái đó thì mình đâu còn những đâu giảng. Giảng dài ba chục bài là hết rồi. Nhưng mà sư thì mỗi lần lên là mỗi một bài giảng khác nhau, không có lần nào nó trùng với lần nào hết trơn trời. Đó, giờ lên cả ngàn video trên kênh YouTube của sư. Do đâu vậy? Do sư căn cứ theo kinh tạng. Mình cứ lôi kinh ra mình giảng thì kinh nói bao giờ mới hết. Kinh rồi mình lôi chú giải. Xin thưa, và cái người đến học đạo của sư, khi mà sư dạy, họ tự nhận họ học xong sư rồi, họ hoàn toàn có thể đi đến vị thầy khác, sư yên tâm. Tại sao? Tại vì khi họ đi đến vị thầy khác là họ sẽ đi đến những vị thầy dạy sâu hơn, dạy giỏi hơn. Mình yên tâm, mình không có sợ mất đệ tử. Chỉ những ai mà sợ mất đệ tử mới nói là đừng có nghe mấy thầy khác. Nghe mình tu thì đừng nghe mấy thầy khác. Tại vì nếu như có so sánh là sẽ lòi ra cái dở của mình. Thì sư biết cái hay cái dở của bản thân. Thành ra nếu như quý vị thấy là ông Hạnh Tuệ ông dạy có nhiêu đó thôi, thì cứ đi tìm những vị khác giỏi hơn mà học. Cho nên là sư không có khuyên là mình chọn một vị thầy. Cứ đi nghe, nghe nhiều sẽ kén chọn. Cho nên là phải nói sư chúc quý vị kén chọn trong pháp. Rồi, thì bây giờ chỉ trả lời câu hỏi này thôi. Rồi, chút chiều thì chúng ta sẽ vấn đáp tiếp. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện dịnh tâm học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác.